Ngay từ trận đấu đầu tiên, Nhật Bản đã để chủ lực Narumoto Ayami đối đầu cùng Nguyễn Thị Việt Linh. Trận đấu diễn ra ở thế trận một chiều, khi lối chơi phòng ngự cắt bóng xa bàn của tay vợt số 1 Việt Nam hoàn toàn phá sản trước một Ayami di chuyển hợp lý và xử lý thông minh. Không chỉ thua 0-3, Việt Linh chỉ ghi vỏn vẹn có 8 điểm, trong đó xét đấu thứ 3, cây vợt nữ số 1 Việt Nam thua trắng. Ở trận đấu tiếp theo, cây vợt nữ số 2 Việt Nam Mai Hoàng Mỹ Trang cũng hoàn toàn bế tắc trước Sato Fuka chơi phòng thủ cực hay. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-1 nghiêng về cô gái Nhật Bản với các điểm số 11-8, 10-12, 11-7 và 12-10. Ở trận đấu cuối cùng, cây vợt trẻ Nguyễn Ngọc Yến Nhi nhanh chóng gác vợt sau 3 set trước Eki Gari Reiko. Như vậy, các tuyển thủ nữ sinh Nhật Bản đã giành ngôi vô địch đồng đội nữ. Danh hiệu Á quân thuộc về đơn vị chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh, đồng hạng 3 là tuyển Thái Lan và Hàn Quốc. Ở nội dung đồng đội nam, Hàn Quốc cũng giành ngôi vô địch sau khi vượt qua Singapore với tỷ số 3-1 trong trận chung kết. Đồng hạng 3 là tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Tối ngày 3 tháng 11, giải sẽ kết thúc với các trận chung kết đơn nam. Các tay vợt chủ lực của Việt Nam như Đinh Quang Linh, Trần Tuấn Quỳnh, Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Việt Linh đều giành quyền vào tứ kết.